Người ta thường gọi nhân duyên tốt là duyên thuận, nhân duyên xấu là duyên nghịch, tức là những điều kiện ta cảm thấy có lợi hoặc là bất lợi cho ta. Vậy vợ chồng với nhau là nhân duyên thuận hay là duyên nghịch? Thế nào là thuận, thế nào là nghịch? Tất cả do tâm của ta tạo ra mà thôi. Có một câu chuyện, trong một tai nạn, người đàn ông nằm viện không ngừng suy nghĩ, nếu mình chạy xe chậm hơn sẽ không có sự việc đáng tiếc này. Giờ phút buổi sáng tai nạn là nghịch duyên. Trong thời gian nằm viện, anh ta quen được một cô gái xinh đẹp trong phòng bệnh. Một thời gian sau, họ kết duyên vợ chồng. Suy nghĩ lại, do tai nạn và có cơ hội nằm viện mới có được cô vợ hợp ý. Hóa ra thời khắc ấy chắc là do thuận duyên. Vài năm sau, họ có một cậu con trai không lành lặn. Anh ta trầm cảm, nghĩ lại, hóa ra lần tai nạn ấy chính xác là nghịch duyên, lòng không khỏi dày vò. Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên, đại diện cho quốc gia đi thi Olympic người khuyết tật, mang về huy chương. Anh ta là người đầu tiên nghẹn ngào trong hạnh phúc. Hóa ra, tất cả đều là duyên, chỉ là duyên, thuận hay nghịch do chính bản thân anh ta tự cảm nhận. Tiêu chí tìm kiếm bạn đời là gì? Đầu tiên là đồng tính, nghĩa là nên cùng tôn giáo. Thứ hai là đồng trí, nghĩa là sự hiểu biết về văn hóa, nuôi dạy con, gia đình có mức độ tương đồng. Thứ ba là đồng đức, nghĩa là phẩm chất đạo đức, nhân cách sống của hai tương đồng với nhau. Thứ tư là đồng thí, có sự bao dung nhân ái, gần như nhau. Xét cả bốn điều trên cho thấy cả hai đồng lòng thì tác biển Đông cũng cạn. Trong thiền có câu, hãy tận hưởng kết hôn khi kết hôn, tận hưởng ly hôn khi ly hôn. Đó là người tự tại, là người biết sống với hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để phán đoán sự việc, nhưng kỳ thực bản thân sự việc không hề nói với chúng ta rằng nó như thế nào. Tất cả đều được quyết định bởi kinh nghiệm quá khứ của chúng ta. Người càng nghĩ nhiều đến quá khứ là đã mất đi hiện tại, là người không chịu chấp nhận thực tại. Có những cặp đôi sau ly hôn dằn vặt lẫn nhau trong một thời gian dài. Ví dụ, một người phụ nữ đã ly hôn vẫn đang còn rất hận người chồng trước của mình. Như vậy, nỗi thù hận của người phụ nữ này biến thành một con thú dữ, chiếm cứ toàn bộ tâm trí của cô ta. Vốn dĩ, sau khi ly hôn, mọi chuyện giữa hai người hoàn toàn kết thúc. Nhưng vì người phụ nữ này không thuận duyên, cứ không ngừng nghĩ đến người chồng trước của mình, kết quả là con thú dữ ấy không chỉ chiếm hết cả quá khứ mà còn chiếm cả luôn cả tương lai và hiện tại của cô ta. Cho đến khi nào cô ta có thể buông bỏ, không còn nghĩ đến người chồng trước của mình nữa, hoặc cho đến ngày cô ấy từ giã cõi đời mới thôi. Thật là bất hạnh nếu vào thời khắc trước khi qua đời, cô gái ấy vẫn không thể buông bỏ nỗi oán hận của người chồng trước của mình. Linh thức của cô ấy sẽ níu kéo người chồng ngày trước, khiến cô sau khi hạ thế đầu thai lại gặp lại người đàn ông này, rồi lại yêu mến anh ta, sau cùng lại rơi vào vết xe nổ của kiếp này, đó chính là mang hận đầu thai. Vì vậy, không nên oán hận bất kỳ ai, dù với kết quả nào, người thiệt thòi nhất vẫn chính là bạn. Người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thực tế không hoàn toàn đúng như vậy, vì ở thời hiện đại, nam hay nữ đều cần phải xây dựng kinh tế và giữ sự đầm ấm trong gia đình cho nhau. Hàm ý sâu xa hơn của câu này, vợ chồng nên đồng lòng. Ví dụ, cả hai người nếu mà quá thiếu quyết đoán sẽ khó làm việc lớn, nhưng khi cả hai người quá giỏi giang, cá tính mạnh, càng dễ tan vỡ. Người giỏi kiếm tiền, cá tính thường là mạnh, nghĩ mình là nhất, nghĩ mình cứng như đá. Các vị nên biết, cứng rắn cỡ nào chỉ một nhát là vỡ vụn, mềm mại như nước mới là thứ mạnh nhất. Đá với đá chọi nhau sẽ có một bên vỡ. Người nói phải có người nghe, khi người bên kia đang giận, họ là đá còn ta phải là nước. Chỉ vì cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường nhịn ai để sự việc đáng tiếc xảy ra. Khi bình tĩnh trở lại, thấy mình thật không phải. Đạo lý này cho thấy người điềm tĩnh có thể giải quyết được mọi vấn đề rất là chu toàn, vì lúc ấy họ dùng tuệ để giải quyết. Khi nóng giận, tâm ma trỗi dậy, tụ
tuệ biến mất, chỉ còn lại cơn giận dữ. Thiền định là liệu pháp giúp cho những người có tính nóng nảy an tịnh trở lại. Vợ chồng muốn bền duyên phải biết nhường nhịn, thông cảm lẫn nhau. Ví dụ có anh chồng mê game hay mê xe, cô vợ nói những lời khó nghe, đứng ở góc độ tĩnh tâm, người được góp ý phải biết thông cảm. Ý họ nói là tốt, nhưng cách thể hiện thiếu sự mềm mỏng, hoặc do họ nói hoài rồi phát bực, đâm ra có những lời nặng lời nhẹ không hay. Các bạn nào thường hay tự ái nên biết, phải biết phân biệt giữa nói xấu và góp ý. Người nói xấu mình có xấu như họ nói không? Nếu có thì nên nhận để sửa, nếu không có lại càng không đáng để giận. Đã là vợ chồng càng phải thông cảm cho nhau. Các bạn có nghe qua câu hòa khí sinh tài lộc hay chưa? Gia đạo hòa thuận, cùng nhau đồng lòng góp sức kiếm tiền, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống. Đồng lòng với nhau, mọi duyên đều là thuận. Có gia chủ thắc mắc, tại sao vợ chồng cha các kiểu ra cung tốt nhưng lại có cuộc sống không được suôn sẻ? Xin thưa với các bạn, nhìn vào sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh của một người có thể luận được vận mệnh, bao gồm cả cung vợ chồng. Nhưng điều nhiều thầy thật số không thấy được đó chính là nhân quả của kiếp trước. Tôi có một cặp anh chị gia chủ ở Đà Nẵng, trong dịp được mời đến đây xem phong thủy nhà. Qua trao đổi, anh gia chủ tâm sự, bản thân đã nghiên cứu về thật số một thời gian, thấy có nhiều điểm không nhất quán, tâm đôi phần bất an về cung vợ chồng gia đạo. Điều anh không thể lý giải, vì sao cung vợ chồng phạm ngũ quỷ lại có thể sống hòa thuận, xây dựng được cơ ngơi, con cái trưởng thành tốt. Điều này có thể giải thích do hòa khí sinh tài lộc và nhân quả, gieo nhân tốt sẽ hái quả lành. Tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện về chư hòa thượng. Tại một ngôi chùa nọ, vị trụ trì nuôi một con heo sống rất là thọ. Vì tính tình hiền hòa và thông minh đã đặt cho nó tên là chư hòa thượng. Mọi người trong chùa đều yêu mến nó. Trong một chuyến đi xa vài ngày, trụ trì nhắn nhủ với các đồ đệ: thầy đi vài hôm, nếu chư hòa thượng có chết, nhớ chặt thịt ra, chia cho hàng xóm. Mọi người nghĩ thầy lo xa, vì thầy đi vài hôm làm sao nó mất được. Quả thật ngày hôm sau, chư hòa thượng qua đời vì quá già. Sau một lúc bàn bạc, các đồ đệ quyết định đi chôn, không dám chặt thịt, không dám cho hàng xóm gần chùa vì sợ dị nghị. Vài hôm sau, vị trụ trì quay về, mọi việc đã lỡ. Vài năm sau, vị trụ trì qua đời vì tuổi già. Một vị hòa thượng trẻ trong chùa lên thay. 30 năm sau, trong làng có một vị quan trẻ vô tình đến chùa, cảm thấy mọi thứ nơi này vô cùng thân quen, bèn kết duyên với mọi người trong chùa, ai cũng quý mến. Làm quan được vài năm, bị triều đình kết tội, hình phạt là ngũ mã phanh thây. Mọi người đều thương tiếc. Trong lúc vị trụ trì trẻ đời sau ngồi hành thiền, linh thể của vị quan bước vào và nói: tôi là chư hòa thượng ở kiếp trước, đến tạ ơn người, nhờ ở trong chùa tu tập nghe kinh Phật nên kiếp này được làm quan, nhưng không thể thoát khỏi nghiệp phanh thây, vì kiếp con heo là phải bị chặt. Hồi báo sẽ đến, có thể sớm và có thể muộn. Điều ta làm tốt sẽ nhận quả tốt, nghiệp trả tất phải trả. Nói về thuật số xem mệnh, quan niệm xưa nay hay dùng niên mệnh, tức lấy ngũ hành năm sinh để luận. Ví dụ 1998 mệnh thổ sẽ hợp với mệnh thổ hoặc mệnh hỏa nhằm sinh thổ. Đây là thuật xem theo tương sinh và tương khắc phổ biến. Thuật số này ưu tiên đồng cung hoặc ngũ hành nữ sinh cho nam được xem là tốt, ngũ hành nữ khắc nam là xấu. Thuật số xem vợ chồng có tính chính xác cao hơn là cung sanh hay còn gọi là cung ký. Ví dụ 1999 cung khôn thuộc thổ hợp với cung khôn và cấn cũng thuộc thổ, hoặc hợp với cung đoài hoặc là càn. Đoài và càn đều thuộc kim, thổ sinh kim. Hai thuật số trên về thuật cung sanh có tính chính xác cao hơn, phức tạp hơn có lá số tử vi hoặc là bát tự tứ trụ. Tất cả các thuật số do người xưa đúc kết từ nhiều trường hợp để cấu thành. Mỗi thuật số có cách tính khác nhau, tính chính xác cũng khác nhau, và quan trọng kinh nghiệm người học thuật tra kết quả như thế nào.
Vì vậy, không phải cứ cha cung vợ chồng hợp nhau là có thể nên duyên trọn đời. Có câu tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Theo thống kê ở Việt Nam, có khoảng 60.000 vụ ly hôn trên một năm, tương đương 0,75 vụ trên 1.000 người. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%, có nghĩa rằng 4 cặp đôi đi đăng ký kết hôn thì có một cặp chia ly, một tỷ lệ khá thấp so với các nước phát triển. Ở các quốc gia khác, họ có xem tuổi hợp vợ chồng hay không? Hiển nhiên trong rất là nhiều quốc gia họ không tra. Nếu dựa trên việc xem tuổi hợp vợ chồng để quyết định một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì hoàn toàn không đủ cơ sở. Có thể các bạn chưa biết, những quốc gia ly hôn nhiều nhất thế giới là các nước phát triển. Các bạn có thể lên Google tìm ra thông tin. Lý giải cho việc này theo duy vật, nơi càng phát triển, người ta thường độc lập tài chính, kiến thức nhiều hơn, cá tính mạnh mẽ hơn, dẫn tới không ai nhường nhịn ai vì họ nghĩ mình có thể độc lập trong cuộc sống. Như trên tôi đề cập, đá với đá chọi nhau sẽ có một bên hoặc cả hai đều vỡ. Làm sao để vợ chồng bền lâu? Điều đầu tiên các bạn nên nhớ, hòa khí sinh tài lộc. Một người giận, người kia phải nhường. Họ là đá, ta phải là nước. Phải dùng hơi ấm của mình để sưởi cái đầu lạnh của họ. Nói thì dễ, làm được mới khó. Nếu bạn chịu khó, mỗi ngày hành thiền tầm 10 phút, ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt, tâm theo dõi hơi thở. Hành thiền là liệu pháp đơn giản giúp bạn gieo những hạt giống quang minh cho tâm hồn của mình. Một thời gian sau, hạt giống này sẽ trở thành cây đại thụ cho tâm trí bạn sự yên bình. Khi con người bình tĩnh, sẽ không có những hành động đáng tiếc như lúc nóng giận. Mỗi ngày hành thiền 10 phút, sau vài tháng, những tiêu cực sẽ lắng xuống. Giống như một ly nước bẩn, để vài giờ đồng hồ, phần trên sẽ trong lại. Sau một thời gian hành thiền cho tâm trí an tịnh, bạn sẽ từng khắc điều chỉnh những tính nóng nảy của bản thân, cảm thấy yêu đời, mọi việc trước đây đều do duyên thuận. Xét theo phong thủy học, hãy chú tâm đến hai phương vị Tây Bắc và Tây Nam trong ngôi nhà của mình. Nhà thuê hay ở tạm đều ảnh hưởng đến vận trình của những người sống trong ngôi nhà này. Tại hai phương vị này nên sạch sẽ thông thoáng, tốt nhất nên treo ảnh cưới hoặc là ảnh gia đình vào. Treo ảnh cưới tại Tây Bắc của phòng khách, người chồng sẽ luôn giữ được tình cảm nồng ấm với vợ của mình. Treo một bức ở Tây Nam, đại diện cho người vợ hết mực vì gia đình. Bạn đã nghe qua, tùy duyên phải bất biến. Tùy duyên còn là thái độ biết tận dụng những duyên mới đang hội tụ ở thời điểm hiện tại để giải quyết vấn đề, hay tạo nên những đột phá tốt đẹp hơn. Thiền sư Trần Nhân Tông thời nhà Trần đã từng khuyên, ở đời vui đạo phải tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Hãy thuận duyên theo hiện tại, chém đứt quá khứ, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng lúc ăn ra ăn và ngủ ra ngủ, việc nào ra việc ấy không nên trộn lẫn vào nhau. Ví dụ vợ chồng mình có những tật xấu khó thay đổi, nếu ta biết chấp nhận, dùng sự chân thành của mình để chuyển hóa, 10 phần không được, chí ít cũng được 5-3 phần. Ngược lại, ta không chấp nhận tật xấu của họ, bản thân ta trở thành người chấp trước. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm trở nên lạnh nhạt. Dĩ nhiên, không ai bắt buộc ta phải tùy duyên, không ai bắt buộc ta phải thay đổi. Nhưng khả năng tùy duyên của ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn cũng lớn theo. Đó là lúc ta đạt đến cảnh giới tự tại, sống với thời khắc hiện tại, mọi duyên trong mắt ta đều là duyên thuận. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.